sập cổng chui dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang. Quảng Bình bắt giữ một cán bộ quản lý dự án huyện Minh Hóa. Nữ thủ quỹ chiếm đoạt hơn 600 triệu của cơ quan, rồi dựng hiện trường giả bị mất trộm. Chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trên chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tối ngày 16 tháng 9, tại huyện Yên Sơn, tỉnh tuyên quang xảy ra vụ sập cầu chui thuộc dự án đường cao tốc tuyên quang hà giang. Trao đổi với ông Lê Quang Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tứ quận huyện Yên Sơn tuyên quang cho biết, tai nạn xảy ra khoảng 20 giờ cùng ngày khi các công nhân đang đổ nền bê tông mặt cầu của hầm chui đường cao tốc tuyên quang hà giang thôn Khe Đàng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn thì kết cấu khung sắt bị đổ dẫn tới sập dàn đỡ sắt thép. Vụ việc khiến công nhân TVT, 36 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La bị thương và tử vong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Qua xác minh sơ bộ, công an xác định nhà thầu thi công là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, có trụ sở tại khu công nghiệp Cầu Yên, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Hiện công an huyện Yên Sơn đang phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, bảo vệ hiện trường, làm việc với các thành phần liên quan, thu thập tài liệu. Được biết, hầm chui dân sinh đang thi công này có chiều ngang đường 30,5m, rộng 6,5m, cao 4,5m. Cái cầu kể trên được xây dựng mới đổ bê tông chiều ngày 16 tháng 9 thì đến tối xảy ra sự cố. Dự án đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang giai đoạn 1 qua địa phận tỉnh Tuyên Quang dài 69,7 km, tổng mức đầu tư 6.800 tỷ đồng. Dự án thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe, diện tích sử dụng đất khoảng 643 ha. Giai đoạn 1, thiết kế hai làn xe cơ giới, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Trên tuyến thiết kế 7 nút giao liên thông và 3 nút giao bằng, xây dựng 91 hầm chui trên tuyến chính, xây dựng 22 cầu, trong đó 16 cầu trên đường cao tốc, 5 cầu trên nhánh nút giao liên thông vượt đường cao tốc, một cầu vượt trên đường ngang vượt cao tốc. Tổng tuyến cao tốc Tuyên Quang Hà Giang có chiều dài gần 105 km, quy mô 2 làn xe, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Bất ngờ xuất hiện nhiều vết nứt, điểm sạt lở ở trên đồi. Nhiều hộ dân tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình đã được sơ tán, di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định, tại đồi cây đa bái rài thuộc xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, xuất hiện hai vết nứt dài khoảng 500 đến 600 m dọc theo quả đồi. Đường kính các vết nứt có nơi lên tới 1 m, sụt lún sâu 1 m. Nhiều vết nứt rộng và sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Dưới chân đồi có đến 110 hộ nhà dân đang sinh sống với 539 nhân khẩu, gồm 124 người dưới 14 tuổi. Trong đó có đến 50 hộ dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp nếu nguy cơ xảy ra sạt lở. Do đó, lực lượng chức năng địa phương đã huy động trên 30 tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống quanh đồi chủ động di rời khẩn cấp. Trước hết, tham gia sơ tán người và tài sản cho các hộ dân gần nơi sạt lở trước. Đồng thời, đánh dấu, cắm cờ, cắm biển để cảnh báo người dân tại các vị trí sạt lở xuất hiện các vết nứt. Hiện lực lượng chức năng đã di rời được 50 hộ, 176 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, lãnh đạo huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũng cho biết, các cơ quan chức năng vừa vận động 86 hộ dân với khoảng gần 400 nhân khẩu di dời đến nơi ở an toàn sau khi phát hiện khu vực này có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Theo vị lãnh đạo huyện, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3, từ chiều ngày mùng 8 tháng 9, tại thôn Nậm Đét xuất hiện vết nứt rộng khoảng 1,5 m, trượt dài 350 m ở dưới sườn núi cao, cạnh khu vực 86 hộ dân đang sinh sống. Để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Nậm Đét thông báo và di dời khẩn cấp các hộ tới vị trí an toàn. Từ ngày mùng 9 tháng 9, các hộ được bố trí sang khu lán tạm tại thôn nậm cài hoặc ở nhờ nhà người thân người dân đang chờ cơ quan chức năng khảo sát đánh giá mức độ nguy hiểm mức độ sạt lở nếu đảm bảo an toàn địa phương mới cho người dân trở về nếu không đảm bảo có thể địa phương phải làm khu dân cư mới cho các hộ ở khu vực nguy hiểm Mới đây, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ ông Cao Trí Thành, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Ông Cao Trí Thành là cán bộ phòng quản lý dự án thuộc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Minh Hóa. Sau khi đọc lệnh bắt giữ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp cùng viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Chí Thành để thu thập tài liệu và bằng chứng phục vụ cho quá trình điều tra. Một lãnh đạo ban quản lý dự án thông tin, ông Thành bị bắt nghi có liên quan đến một vụ án vi phạm quy định về quản lý đấu thầu trong dự án cây xanh trên địa bàn huyện Minh Hóa. Việc bắt giữ ông Cao Chí Thành đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Theo ông Đoàn Phúc Hạnh, giám đốc ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình, công an phối hợp với viện kiểm sát đã đọc lệnh bắt giữ đối với ông Thành. Còn ông Thành có những hành vi vi phạm cụ thể như thế nào thì chúng tôi chưa rõ vì chưa có bằng văn bản nào từ cơ quan công an thông báo cụ thể. Cơ quan điều tra đang thu thập các chứng cứ liên quan để làm rõ vai trò của ông Cao Chí Thành trong vụ việc này để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mới đây, Tòa Nhân dân tỉnh gia lai xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm, 29 tuổi, cựu nhân viên văn thư, thủ quỹ trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân, huyện Trư Sê. 12 năm tù về tội tham mô tài sản và Nguyễn Xuân Tình, 31 tuổi, ngụ huyện Chư C 12 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, nhân viên tạp vụ Văn thư kiêm thủ quỹ trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân huyện Trư C được giao nhiệm vụ thu chi quản lý tiền học phí, các khoản thu do cha mẹ học sinh đóng góp và hai khoản tiền hỗ trợ học sinh. Theo đó, từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, tổng số tiền học phí và các khoản thu khác do giáo viên chủ nhiệm 20 lớp học nộp về cho Trâm là gần 1,5 tỷ đồng. Sau đó, Trâm đại trì cho các hoạt động của nhà trường với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 322 triệu đồng, Trâm chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và đầu tư tiền ảo. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2023, theo sự phân công của Hiệu trường Trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân, Trâm đến ngân hàng rút hơn 193 triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116. Sau khi rút tiền từ ngân hàng, Trầm không nộp tiền về nhà trường mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. 6 ngày sau, Trầm tiếp tục đến ngân hàng rút gần 115 triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh theo nghị định số 81. Sau đó Trầm đại chi 21,8 triệu đồng. Số tiền còn lại gần 93 triệu đồng Trầm chiếm đoạt và trả nợ tiêu xài. Qua điều tra, cơ quan công an xác định tổng số tiền Trầm chiếm đoạt của trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân là hơn 600 triệu đồng do mất khả năng trả lại, nên trâm nhờ Nguyễn Xuân Tình đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh phá các ổ khóa phòng làm việc và tủ của trâm tại trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân để tạo dựng hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2023, sau khi mua 3 ổ khóa mới và đổi lấy ổ khóa cũ từ trâm, Tình đưa đi phá rồi treo vào trường thay thế để tạo hiện trường giả. Xong việc, Tình đón xe đi thành phố Hồ Chí Minh và vứt các ổ khóa mới mua dọc đường chiều cùng ngày, Trâm báo với ban giám hiệu nhà trường là phòng làm việc bị kẻ gian phá khóa, lấy trộm toàn bộ số tiền giáo viên chủ nhiệm đã nộp và hai khoản tiền hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Trâm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trư Sê đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội. Sáng hôm sau, Tình cũng đến công an huyện này trình diện. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, sau khi xem xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12 năm tù về tội tham mô tài sản và Nguyễn Xuân Tình 1 năm tù về tội che giấu tội phạm. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm chiều ngày 16 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Huy, sinh năm 2001, trú tại Phú Quý, An Trấn, Tuy An, Phú Yên, 16 năm tù về tội giết người. Theo nội dung vụ án, Huy và chị Huỳnh Thị Kim Phượng, sinh năm 1997, là em dâu Huy, cùng ở nhà ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1970, là cha ruột Huy. Quá trình sinh sống, giữa Huy và chị Phượng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn cãi vã về việc Huy xin tiền để tiêu xài nhưng chị Phượng không cho. Sau khi đi nhậu về, Huy nhớ lại mâu thuẫn nên khoảng 4 giờ 30 phút ngày 8 tháng 4 năm 2024, Huy lấy lục bình bằng gỗ dài 48,5 cm treo vào phòng ngủ của chị Phượng, đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu mặt, hồng trái, đùi trái của chị Phượng. Thấy chị Phượng nằm bất động, nghĩ đã chết nên Huy không đánh nữa. Tiếp đó, Huy dùng lục bình bằng gỗ đánh vào người cha ruột là ông Nguyễn Văn Quang khi ông đang nằm ngủ. May mắn là người cha dùng chiếc gối đỡ được rồi bỏ chạy. Huy cầm lục bình đập vào giường gỗ rồi đi tìm đánh ông Quang. Thấy ông Quang đứng gần phòng ngủ chị Phượng, Huy chạy đến dùng lục bình đập bề cửa kính rồi tiếp tục đuổi theo ông Quang. Đuổi theo một đoạn, Huy ném lục bình xuống mương nước. Khi đuổi kịp, Huy dùng tay chân đánh ông Quang nhưng bị ông Quang giữ tay không chế. Được bà cô ruột đến căn ngăn khuyên đi đầu thú, Huy nhặt lại lục bình rồi đến công an xã An Chấn, huyện Tuy An đầu thú và bị bắt tạm giam. Chị Phượng được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị thương tích 34%. Chị Phượng không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ngày 16 tháng 9, Công an quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1990, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai về tội cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra xác minh, lực lượng chức năng xác định vào khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 8 Cháu M, sinh năm 2012, trú tại phường Mai Động, chơi đá bóng cùng với cháu D, sinh năm 2012, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, tại sân chơi của chung cư 87 Lĩnh Nam. Trong quá trình chơi, hai cháu xảy ra va chạm và xô xát với nhau. Sau đó cháu D về nhà gặp bố là Nguyễn Tiến Đạt. Khi thấy mặt cháu D bị bầm tím, Đạt hỏi lý do, và cháu D trả lời rằng bị bạn đánh. Ngay lập tức, Đạt chở cháu D quay lại chung cư 87 Lĩnh Nam để tìm người đã đánh con mình khi gặp cháu m đang chơi ở sân trước sảnh trung cư đạt đã xuống xe và dùng tay túm ghi đấm đá cháu mờ gây thương tích sau khi bị đạt hành hung cháu mờ đã phải khâu bảy mũi tinh thần hoảng loạn sợ hãi phía gia đình cháu mờ thông tin ngay sau vụ việc diễn ra đã đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện và làm đơn gửi lên cơ quan công an đại diện công an quận hoàng mai cho biết sự việc trở nên phức tạp hơn khi đạt đã có hành vi bạo lực dùng chân tay đánh vào mặt cháu mờ gây thương tích sau đó người này đã rời khỏi hiện trường. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng và sự bức xúc của dư luận về vụ việc, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng chỉ đạo đội điều tra tổng hợp vào cuộc. Đội này sẽ phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát và công an phường Mai Động để tiến hành các bước xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 28 tháng 8, Nguyễn Tiến Đạt đã đến công an quận Hoàng Mai để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đánh đập gây thương tích cho cháu mở. Ngày 16 tháng 9, cơ quan chức năng huyện Rông Búc, Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ việc phụ huynh lái xe ô tô vào sân trường vô tình cán tử vong một học sinh. Vụ việc xảy ra tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Ea Xin, huyện Rông Búc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Ea Xin, huyện Rông Búc, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ xe bán tải lùi bất cẩn khiến một học sinh lớp 2 thiệt mạng. Thời điểm trên, anh LVN, 34 tuổi, ngụ xã Easin, điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát 47C 348XX đưa con đi học. Lúc này do trời mưa nên anh N chạy xe vào trong sân trường để cho con xuống. Chiếc xe này đã tông vào cháu H 7 tuổi, hiện đang học lớp 2 của trường, khiến cháu tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Cà Đông Búc có mặt kiểm tra hiện trường, điều tra để làm rõ nguyên nhân. Hiện anh N đang làm việc tại cơ quan điều tra. Nhân chứng cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh N đưa con đi học do trời mưa nên anh điều khiển xe chở con chạy vào trong sân trường. Gia đình cháu hát thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Sau khi xảy ra sự việc, mọi người đã vận động, kêu gọi để hỗ trợ chi phí cho gia đình nạn nhân. Mới đây, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã di lý Lê Hoàng Tính, 44 tuổi, từ đảo Phú Quốc, Kiên Giang về Bình Thuận sau gần 15 năm lẩn trốn. Theo hồ sơ, từ tháng 12 năm 2009 cho đến tháng 2 năm 2010, Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1981, trú tại xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhiều lần phá khóa cửa đột nhập vào nhà dân trộm cắp xe mô tô ở thành phố Phan Thiết. Công an Phan Thiết đã điều tra làm rõ và ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Sáng về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Sáng khai xe mô tô trộm cắp được đều bán cho Lê Hoàng Tính, chú xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Mặc dù biết xe gian nhưng tính vẫn mua của sáng 3 xe mô tô các loại rồi gắn biển số giả bán cho người khác để kiếm lời. Đến ngày 13 tháng 7 năm 2010, biết đang bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tính bỏ trốn khỏi địa phương, công an Phan Thiết ra lệnh truy nã tính trên toàn quốc. Trước thủ đoạn xảo quyệt, nhiều lần thay đổi nơi lẩn trốn và thay đổi tên gọi của đối tượng Lê Hoàng Tính các trinh sát công an thành phố phan thiết kiên trì và không ngừng nỗ lực thu thập thông tin xác định manh mối của đối tượng sau khi đến nhà một người quen tại ấp phú long b xã phú cuối huyện long hồ tỉnh vĩnh long một thời gian sau đó tiếp tục di chuyển đến huyện đảo phú quốc của tỉnh kiên giang để thuê nhà trọ và làm thuê cho một cơ sở sản xuất bánh mì trong suốt thời gian trên đối tượng sử dụng tên giả là lê hoàng tín thay cho lê hoàng tính Ngày 14 tháng 9 năm 2024, Công an Phan Thiết cử một tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Phú Quốc khống chế bắt giữ thành công khi tính đang trên đường đi giao bánh mì cho khách, kết thúc gần 15 năm trốn truy nã. Mới đây, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Hà Mạnh Tú, sinh năm 1961, chú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về tội gây dối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự. Các quyết định lệnh đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tiền Hải phê chuẩn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 10 tháng 9, Hà Mạnh Tú đã có hành vi mang theo một con dao dạng dao bầu đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nam Hải, liên tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa cán bộ trong trụ sở, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan chính quyền địa phương, gây hoang mang lo lắng cho cán bộ và người dân, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã Nam Hải sau đó đã báo cáo vụ việc, đề nghị công an huyện Tiền Hải điều tra xử lý nghiêm hành vi của tú. Qua xác minh, công an huyện Tiền Hải xác định tú là đối tượng thường xuyên sử dụng bia rượu say xỉn, không làm chủ được hành vi của bản thân. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngày 14 tháng 9, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang cho biết. Vừa khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm đối tượng dùng dao tự chế tấn công làm hai người nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu, chiều ngày 10 tháng 9, ông NTN, ngụ huyện Châu Thành Hậu Giang và ông NHP, ngụ quận Cái Răng thành phố Cần Thơ đang uống cà phê tại quán ở huyện Châu Thành Hậu Giang. Bất ngờ bị một nhóm 17 đối tượng mang theo dao tự chế tấn công. Hậu quả, ông P và ông N bị trọng thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát hình sự công an tỉnh Hậu Giang phối hợp công an huyện Châu Thành nhanh chóng có mặt điều tra. Sau 9 giờ gây án, lực lượng điều tra xác định và bắt giữ được đối tượng Kasamo là chủ mưu, cầm đầu trong vụ việc khi đang lần trốn tại thành phố Cần Thơ. Sau đó, các đối tượng còn lại trong nhóm gây án bị bắt hoặc ra đầu thú. Tới nay, các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Casamo, 47 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, Trương Văn Tuấn Thanh 23 tuổi, Nguyễn Vũ Trường 29 tuổi, Trần Văn Thắng 26 tuổi, Quách Võ Văn Lộc 20 tuổi. Nguyễn Nhật Minh 24 tuổi, Lê Hoàng Hưng 24 tuổi, Nguyễn Vũ Khanh 35 tuổi cùng ngụ huyện Châu Thành tỉnh hậu Giang. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do trước đó có mâu thuẫn với ông N và ông P nên Casamo đã rủ cả nhóm chuẩn bị hung khí đến địa điểm trên để gây án. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Toàn 31 tuổi ngụ phường Bửu Long để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó ngày 8 tháng 9, ông Bùi Văn Hải 55 tuổi và anh Nguyễn Hữu Thảo cùng là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa nhận được tin báo về vụ mâu thuẫn tại một hộ dân trên địa bàn. Cả hai đến hiện trường để hòa giải các bên liên quan. Tuy nhiên, sau khi giảng hòa xong, trên đường về nhà, ông Hải bất ngờ bị thanh niên tên Toàn điều khiển xe máy áp sát, dùng vật nhọn đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực. Sau đó, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều. Nhận tin báo, đại tá Nguyễn Hồng Phong, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đại tá Nguyễn Hồng Phong cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên ông Hải, đề nghị các bác sĩ tập trung chữa trị cho nạn nhân. Đến ngày 13 tháng 9, nghi can toàn đến công an phường Tân Phong đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 14 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Tràm Sari, 36 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, về việc giả danh cán bộ Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân. Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây Tràm Sari xuất hiện tại địa bàn tỉnh Hậu Giang mặc trang phục Công an Nhân dân cấp bậc thượng tá và sử dụng tên giả là Nguyễn Thanh Tài đang công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang. Phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đã mời Tràm Sari về làm việc, thu giữ hai bộ trang phục Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân, quân hàm, khóa số 8, bảng tên cùng với một số vật dụng liên quan. Bước đầu Tràm Sari khai nhận hơn 2 tháng trước có mua số trang phục này trên mạng xã hội về mặc, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội nhằm làm quen với nhiều phụ nữ. Khi tiếp xúc trực tiếp với các phụ nữ, Tràm Sari sẽ mặc trang phục Công an Nhân dân và nói đang công tác trong ngành công an. Từ đó nhiều phụ nữ, chủ yếu là những phụ nữ đã ly dị chồng, sống độc thân, tin tưởng có quan hệ tình cảm với Ri, thậm chí là về sống chung nhà. Công an tỉnh Hậu Giang thông báo nếu ai là nạn nhân hoặc có thông tin về đối tượng Tràm Sa Ri thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự để được hướng dẫn. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 14 tháng 9, Công an huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị đã bắt 8 đối tượng mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng. Các đối tượng gồm Tòng Văn Quý sinh năm 2004, Cà Văn Mạnh sinh năm 2004, Lò Văn Trực sinh năm 2005, Lò Mạnh Tường sinh năm 2005, cùng chú tại xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, Lò Văn Thành, Lò Thanh Bình và Lường Văn Nam cùng sinh năm 2006, đều trú tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ và Lường Văn Sơn sinh năm 2006, trú tại xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 6 tháng 9, công an huyện Mường Ảng nhận được tin báo có nhiều đối tượng đi xe máy mang theo hung khí gây mất trật tự công cộng. Theo đó đơn vị đã chỉ đạo công an xã Búng Lao tiến hành xác minh bắt giữ. Trong quá trình truy đuổi, nhóm này đã dùng xe máy ép xe công an không cho vượt. Khi tới gần còn ném các chai thủy tinh và dừng lại dọa chém các chiến sĩ. Công an xã Búng Lao bắt giữ được một đối tượng là Tòng Văn Quý. Đến ngày 11 tháng 9, có hai đối tượng đã ra đầu thú và năm đối tượng còn lại bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo. Lực lượng công an cũng đã thu giữ 4 xe máy, hai kiếm tự chế, hai khay đựng nhựa chứa nhiều chai thủy tinh. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của báo Thanh Hóa. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.